Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình cập nhật thông tin thời sự nổi bật trên kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Ngay sau đây là những thông tin đáng chú ý. Mời quý vị cùng theo dõi. Nga, bệnh viện nhi ở Kiev thiệt hại do chính tên lửa phòng không Ukraine. Theo báo điện tử Việt Nam Plus, ngày 8 tháng 7, chính quyền Ukraine cáo buộc Nga đã tấn công bệnh viện nhi ở Kiev bằng tên lửa. Ngày 9 tháng 7, người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov bác bỏ cáo buộc này và khẳng định rằng tên lửa phòng không của Ukraine không phải của Nga là nguyên nhân gây ra thiệt hại cho bệnh viện nhi ở thủ đô Ukraine vào ngày 8 tháng 7. Peskov không cung cấp bằng chứng cụ thể, nhưng nói rằng lực lượng vũ trang Nga chỉ tấn công các mục tiêu quân sự có liên quan đến Ukraine, không nhắm đến các mục tiêu dân sự. Bộ Quốc phòng Nga cũng lên tiếng phủ nhận những cáo buộc về việc tấn công có chủ ý vào các mục tiêu dân sự ở Ukraine, khẳng định rằng bệnh viện nhi ở Kiev bị tổn thương do tên lửa phòng không của Ukraine. Trước đó, vào ngày 8 tháng 7, Ukraine đã cáo buộc Nga phóng tên lửa vào bệnh viện nhi ở Kiev và tiến hành tấn công các thành phố khác trên toàn quốc bằng tên lửa tầm xa. Nga khẳng định không tấn công các mục tiêu dân sự ở Kiev. Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Moscow, Bộ Quốc phòng Nga ngày 8 tháng 7 cho biết tuyên bố của Ukraine rằng lực lượng của Nga đã tấn công tên lửa vào các mục tiêu dân sự ở Kiev là sai sự thật. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định những bức ảnh và đoạn video do Ukraine cung cấp cho thấy cảnh đổ nát là do hậu quả của tên lửa phòng không Ukraine được phóng từ hệ thống tên lửa phòng không thành phố rơi xuống. Bộ Quốc phòng Nga cũng chỉ ra mối liên quan của những cáo buộc tương tự với hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO, chỉ trích Kiev hành động khiêu khích để đảm bảo có thêm nguồn tài trợ. Phát hiện bất ngờ của Nga sau khi mẫu xẻ tên lửa ATACMS Mỹ. Thông tin từ Thông tấn xã Việt Nam, các chuyên gia quân sự Nga đã có phát hiện mới khi nghiên cứu hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân ATACMS Mỹ cung cấp cho Ukraine. Hãng Sputnik Nga ngày 6 tháng 7 đưa tin, các chuyên gia nước này gần đây đã tiếp cận được cụm đạn chùm là một bộ phận thuộc ATACMS. Nó là vật thể hình cầu màu xanh lục, kích thước tương đương một quả bóng tennis, với vỏ ngoài nhô ra theo trục chu vi đường tròn. Một chuyên gia quân sự Nga nhận định, mỗi tên lửa tầm xa ATACMS có 275 đạn chùm M-74 như vậy. Hộp của đầu đạn mở ra ở độ cao khoảng 200m so với mặt đất. Nó phát nổ khi va chạm với bề mặt. Chuyên gia này cũng nhấn mạnh không nên di chuyển đạn chùm bởi nó có thể phát nổ bất cứ lúc nào, ngay cả khi nó không nổ sau khi được thả. Ông nhấn mạnh, vì vậy, người dân phải hết sức cẩn thận do nó được sơn màu xanh lục và khó phát hiện trên cỏ. Bất kỳ áp lực vật lý nào lên nó đều có thể gây ra hậu quả thảm khốc. Các mảnh ATACMS có thể bắn tung rải rác trong bán kính 20m, nhưng một số mảnh thậm chí có thể xuyên qua cửa kim loại từ khoảng cách 50m. Khả năng sát thương của các mảnh vỡ là mối đe dọa lớn. Chuyên gia này phân tích, mỗi quả đạn rơi cách nhau trong phạm vi 5m có thể kéo theo tàn phá toàn diện trong cùng một thời điểm. Khi trời mưa, gần như không thể trốn tránh nó. Các chuyên gia Nga cũng đánh giá rằng đầu đạn ban đầu được phát triển cho tên lửa chống hạm, nhưng sau đó được trang bị cho ATACMS. Họ phát hiện nó có 3 con quay hồi chuyển laser vòng và một anten GPS giúp điều chỉnh quỹ đạo đạn. Năm 2023, Mỹ bắt đầu cung cấp tên lửa đạn đạo ATACMS cho Ukraine. Tên lửa do Lockheed Martin sản xuất và có cỡ nòng 610mm, dài 4m và nặng 1,6 tấn. Phiên bản Block 1 sửa đổi có tầm bắn 165km. Tổng thống Vladimir Putin gọi động thái này là một sai lầm khác của Mỹ. Theo nhà lãnh đạo Nga, những vũ khí này gây ra rủi ro bổ sung mặc dù không đủ lớn để thay đổi hoàn toàn tình hình ở tiền tuyến. Trong khi đó, ở một diễn biến liên quan, Bộ Quốc phòng Nga thông báo lực lượng nước này đã thực hiện 23 cuộc tấn công kết hợp vào các mục tiêu ở Ukraine trong tuần qua. Theo đài RT, ngày 5 tháng 7, 23 cuộc tấn công nói trên diễn ra từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 5 tháng 7, có sự tham gia của cả vũ khí có độ chính xác cao và thiết bị bay không người lái. Các cuộc tấn công nhằm vào sân bay Ukraine cũng như cơ sở hạ tầng năng lượng được sử dụng để cung cấp năng lượng cho tổ hợp công nghiệp, quân sự của nước này. Các địa điểm cất giữ tên lửa và chuẩn bị phóng tên lửa của Ukraine cũng đã bị tấn công. Ngoài ra,
tên lửa và thiết bị bay không người lái của Nga cũng phá hủy các kho nhiên liệu dùng cho vũ khí của Ukraine và các xưởng lắp ráp thiết bị bay không người lái cũng như xuồng không người lái. Nga đánh giá một số cuộc tấn công có quy mô lớn, trong đó có cuộc tấn công sân bay Mykolaiv ở vùng Poltava ngày 2 tháng 7, trong đó 5 máy bay chiến đấu Su-27 của Ukraine bị phá hủy và 2 chiếc khác bị hư hỏng. Trong tuần qua, hệ thống phòng không của Nga đã bắn hạ 2 máy bay MiG-29 của không quân Ukraine và 1 máy bay Su-27, 5 tên lửa ATACMS do Mỹ cung cấp, 14 tên lửa hành trình Storm Shadow do Anh tài trợ, 42 tên lửa của hệ thống HIMARS do Mỹ chế tạo, các hệ thống Vampire do Séc sản xuất, cũng như 451 thiết bị bay không người lái các loại. Tại Donetsk, quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát 4 làng, cũng như quận Novi của thị trấn chiến lược Chasivya. Lực lượng Nga đã giành được khu định cư tại vùng Kharkiv của Ukraine. Trong khi đó, ngày 4 tháng 7, không quân Ukraine thông báo lực lượng này đã bắn hạ 21 trong số 22 thiết bị bay không người lái mà Nga triển khai trong một cuộc tấn công ban đêm. Không quân Ukraine nêu rõ hệ thống phòng không Ukraine đã bắn hạ các thiết bị bay không người lái này tại 6 khu vực ở miền Bắc và miền Trung Ukraine. Thống đốc vùng Chernihiv của Ukraine cho biết một trong những thiết bị bay không người lái này đã tấn công một cơ sở hạ tầng trong khu vực, song không cung cấp thêm chi tiết. Ngày 3 tháng 7, 3 thiết bị bay không người lái của Ukraine đã tấn công một trạm biến áp điện gần nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia hiện do Nga kiểm soát và thị trấn Enerhoda gần đó, khiến 8 nhân viên nhà máy điện bị thương và trạm biến áp ở phía đông nam Ukraine bị hư hỏng. Kremlin từ chối Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian giải quyết xung đột Ukraine. Hôm 3 tháng 7, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã đề xuất với Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng Ankara có thể giúp chấm dứt cuộc xung đột giữa Ukraine và Nga, thông tấn xã Việt Nam thông tin. Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin, trong cuộc hội đàm với Tổng thống Putin bên lề hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO tại Kazakhstan, ông Erdogan nhấn mạnh ông tin rằng một nền hòa bình công bằng phù hợp với cả hai bên là điều có thể. Mặc dù vậy, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng ông Erdogan không thể đóng vai trò trung gian hòa giải trong cuộc xung đột đã kéo dài 28 tháng này. Không, điều đó là không thể. Hãng thông tấn TASS của Nga dẫn câu trả lời của ông Peskov khi được hỏi liệu Tổng thống Erdogan có thể đảm nhiệm vai trò này không. Nguồn tin không giải thích lý do tại sao Điện Kremlin phản đối đề xuất của ông Erdogan. Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho biết, trong cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về các vấn đề gồm cuộc chiến ở Gaza và các cách thức chấm dứt xung đột ở Syria. Thổ Nhĩ Kỳ là thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO, liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu, song không giống với các nhà lãnh đạo NATO khác, đều áp đặt lệnh trừng phạt đối với Moscow. Ông Erdogan đã cố gắng duy trì mối quan hệ tốt đẹp với cả Nga và Ukraine trong suốt cuộc xung đột. Thổ Nhĩ Kỳ từng đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Nga và Ukraine đạt được thỏa thuận vận chuyển an toàn, ngũ cốc từ các cảng Biển Đen. Thỏa thuận này có hiệu lực trong một năm. Về phần mình, Kiev không loại trừ các cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai với Moscow, nhưng nhấn mạnh chúng chỉ có thể được tổ chức thông qua các bên trung gian. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gợi ý rằng định dạng được sử dụng để làm trung gian cho thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen năm 2022 có thể hữu ích cho mục đích này. Ông đề xuất rằng các quốc gia khác có thể được mời làm trung gian, không ai được nói rằng quá trình này chỉ có châu Âu và Mỹ, nhấn mạnh rằng các quốc gia từ châu Á, châu Phi và Nam Mỹ cũng nên tham gia và giúp chuẩn bị các tài liệu đề xuất hòa bình giữa Nga và Ukraine. Cho đến nay, chỉ có mô hình này, ông Zelensky khẳng định, đồng thời lưu ý thêm rằng thỏa thuận cuối cùng phải phù hợp với Kiev và dựa trên các điều khoản của Ukraine. Tổng thống Zelensky từ lâu đã tìm cách thúc đẩy công thức hòa bình 10 điểm. Gần đây nhất là trong hội nghị thượng đỉnh ở Thụy Sĩ vào ngày 15 đến 16 tháng 6, sự kiện mà Nga không tham dự.
Điện Kremlin đã bác bỏ các điều khoản của ông Zelensky, nhấn mạnh rằng tình trạng của các vùng lãnh thổ mới sáp nhập vào Nga là không thể thương lượng. Tổng thống Putin nói rằng Ukraine cũng phải từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO và trở thành quốc gia trung lập, cũng như giảm quy mô của quân đội. Mặc dù bác bỏ các điều khoản của Nga, Kiev gần đây đã ra tín hiệu sẵn sàng chấm dứt giao tranh. Vào tháng 6, Phó chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Igor Zhoka cho biết nước này muốn hòa bình càng sớm càng tốt. Tổng thống Zelensky cũng nói vào tuần trước rằng Kiev không muốn kéo dài xung đột hay khiến xung đột kéo dài trong nhiều năm.